không riêng Việt Tân mà kể cả những cái kênh chống phá khác hoặc những cá nhân khác, thì người ta đều gì chống lại cái, đi ngược lại cái đó. Mà đi ngược lại cái điều đó có nghĩa là đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc chúng Nhân dân. ta, đúng không ạ, và lợi ích của nhân dân đó, gọi là quốc gia và dân tộc. Thế nhưng mà người ta làm những cái việc đó đó thì có phải người ta đấu tranh cho người dân Việt Nam không? Nếu mà người ta đấu tranh cho người dân Việt Nam thì người ta phải đấu tranh cho gì ạ? Cho sự phát triển, chứ không phải là người ta gì ạ? Đấu tranh để ngăn sông cấm chợ, để gì ạ? Để cho là chính phủ Mỹ hay là các doanh nghiệp Mỹ hay là các doanh nghiệp của các nước khác không có đầu tư về Việt Nam. Rồi là người ta thậm chí là có những lần người ta còn kích động cho một số các cái công nhân trong nước nhẹ dạ cả tin thì cũng đã có những cái hành động là thế này thế kia đối với các doanh nghiệp. Đó là cái cách mà bọn chúng chống phá và phá địa, phá chính những cái miếng cơm manh áo của những người công Nhìn nhân và người dân chúng ta. Đó là chúng ta có thể thấy được thôi, nếu như người ta đấu tranh vì cái tốt đó thì người ta góp ý, đúng không ạ? Đảng và nhà nước chúng ta luôn gì ạ, luôn lắng nghe những đóng góp ý kiến từ nhân dân. Dĩ nhiên là chúng ta đóng góp ý kiến để xây dựng, để phát triển, chứ không phải đóng góp ý kiến theo kiểu như kiểu chống phá của các cái thành phần này. Người ta làm các cái hành động đó là hành động gì ạ? Đi ngược lại với lợi ích của người dân chúng ta, chứ không phải là người ta vì cái gì cả. Và cái này nó xuất phát từ đâu? Thì chúng ta biết rồi, tổ chức Việt Tân hay các tổ chức khác nó cũng là những cái tổ chức mà chuyên chống phá nhà nước chúng ta bao nhiêu năm nay rồi. Và cái nguồn gốc xuất phát là từ những ai? Từ những cái người trước đây đã từng là hoạt động trong cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Người ta ôm cái lòng thù hận từ sau ngày 30/4 năm 1975 người ta sang Mỹ và các nước khác, thì người ta vẫn ôm lòng thù hận đến bây giờ. Mặc dù là các thế hệ sau này của Việt Tân hay là của các cái tổ chức khác đó, thì người ta làm gì biết được đâu. Thế nhưng tại sao người ta vẫn chống? Thì chúng ta lại nhìn lại cái tấm gương gì ạ? Cái gần đây nhất đó là của ca sĩ chống cộng Đan Nguyên, đúng không ạ? Anh ta hát những cái bài hát đó nhưng mà thực ra anh ta chả có biết gì cả, ngoài cái vấn đề mưu sinh ra thì bị nhồi sọ. Thì các cái phần tử này cũng vậy thôi. Và chúng ta thấy được là gì? Thêm một cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ nữa. Người ta đăng lên cái lịch trình đi biểu tình nghe rất là hùng hồn, đúng không ạ? Rất là bài bản, rất là chúng ta có thể nói là có tổ chức. Đó, có tổ chức. Thế nhưng mà cái điều quan trọng đó là ở đây chúng ta thấy nha, là có xe buýt đưa đón, đúng không ạ? Sang Mỹ có ở nhà lầu đi xe hơi mà cần gì phải đi xe buýt? Đúng rồi, nghe cũng Đi là xe lạ hơi mà đúng đi không? chứ, hay là sợ xăng giá cao quá không Chào đi được, đúng không? Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Có nước và thức ăn nhẹ. Đó là chúng ta thấy được thôi. Biểu tình nếu như anh bỏ công bỏ việc bỏ hết, có dám không? Các anh dám không? Những anh đang có việc làm á, các anh có dám bỏ không? Thì cái này tí nữa chúng ta sẽ tham khảo ý kiến của các anh, các chị, cô chú anh chị đang ở Mỹ. Nếu như các anh đang có công việc làm ổn định, các anh có dám bỏ một ngày đi để các anh đi biểu tình không? Chắc chắn là không. Chúng ta tìm hiểu chúng ta biết thôi, công việc ở bên đó kiếm thì cũng dễ thật đó, nhưng mà cũng không phải là dễ đến mức là thích làm thích nghỉ thì nghỉ. Ở đâu cũng vậy thôi, kể cả ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Anh em chúng ta đi làm thì nếu như có việc thực sự đột xuất hoặc là quan trọng thì chúng ta mới xin nghỉ, chứ chúng ta đâu có xin nghỉ bừa bãi đâu. Bởi vì là chúng ta nghỉ, người ta một là người ta không tính lương này, thứ hai nữa là nếu mà chúng ta nghỉ theo kiểu mà vu vơ như này, biết đâu cái đơn vị đó, cái người hoặc là cái nhà máy đó người ta lại thấy cái thái độ chúng ta làm việc như vậy không chuyên nghiệp, người ta không có cho chúng ta đi làm nữa, thì vô tình là chúng ta lại mất việc, đúng không ạ, mà trở thành thất nghiệp. Thì em nghĩ ở Mỹ cũng vậy thôi, và chắc chắn người ta sẽ không bỏ công bỏ việc để người ta đi làm những cái việc mà chúng ta gọi là trò hề như thế này. Và chúng ta đã có tìm hiểu những cái anh chị đang ở bên đó đó, có những người phải đi làm hai job, có nghĩa là hai việc, làm từ bên này xong rồi hết giờ chạy sang bên kia, thì người ta làm gì có thời gian để đi. Và chắc chắn là người ta không bỏ việc để đi á, thì những cái thành phần này là ai, thì chúng ta có thể suy ra được thôi. Rất đơn giản, đó là những cái người mà ăn tiền già tiền bệnh, gọi là thất thất nghiệp á, thì người ta mới đi, đúng không? Và mang cái tư tưởng này thôi, chứ còn những người khác người ta cũng cũng không ai người ta đi làm cái việc này. Và có nước và có thức ăn nhẹ thì không biết là có trả tiền nữa không thì em cũng không biết. Thế nhưng mà đầu tiên là chúng ta xác định là có nước này, có thức ăn nhẹ, có xe buýt đưa đón, thì chắc chắn là phải phải có kinh phí thì mới thực hiện được những cái việc này. Mà kinh Đúng phí ở rồi. đâu thì em nghĩ là chắc chắn là lại quyên góp thôi, đúng không ạ? Lại quyên góp thôi, thì cái việc này thì cũng rất là
em cảm thấy rất là buồn, cũng như là có một chút suy nghĩ đối với cô chú anh chị hiện nay đang còn mơ hồ và tin vào cái tổ chức này đó. Chứ còn nếu như mà những người mà có đánh giá khách quan đó, thì không ai người ta tin vào đâu. Và em cảm nhận được là cái trong cái thời gian gần đây đó, thì những người đó người ta tham gia vào những cái việc mà những cái trò hề như của Việt Tân tổ chức này đó thì ngày càng ít đi. Một là tuổi cao sức yếu, thứ hai nữa là người ta bận công việc, và thứ ba nữa là các thế hệ trẻ bây giờ người ta không có quan tâm đó. Thì chúng ta có thể thấy được là cái việc làm của Việt Tân, mặc dù là trong cái thời gian vừa qua đó có nhiều những cái mà chúng ta có thể nói là rất là xấu xa, nhằm đi ngược lại lợi ích của người dân chúng ta, thế nhưng mà cảm nhận được là càng ngày thì cái việc này đó, ngay kể cả cộng đồng người Việt ở Mỹ thì cũng có nhiều người người ta đã lên tiếng, người ta cho rằng cái việc này nó không đi đến đâu, và nó thể hiện cái việc đấu tranh mà gọi là không có lối thoát với cái lòng thù hận được các cái thế hệ sau của Hoàng Cơ Minh tiêm nhiệm và thực hiện cái việc này, nó không có ý nghĩa gì cả. Thế thì qua cái việc này nữa thì chúng ta kết hợp nhớ lại, đó là vào ngày 30/4 đúng không ạ, thì người dân chúng ta ở trong nước thì ăn mừng, thì cũng có một số thành phần cơ hội trong nước đó, người ta đưa ra những quan điểm là chúng ta nên bỏ cái này, nên bỏ cái ngày 30/4, rồi nên bỏ là cái câu từ là ngày chiến thắng hay là vân vân cả, để hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế thì tại sao các anh không khuyên những người ở Mỹ này này, các anh không khuyên những người ở Mỹ này, các anh viết thư, các anh gửi đến cái tổ chức Việt Tân này này, rồi những cái tổ chức như Đào Minh Quân đấy, Đào Minh Quân mới đưa có mười mấy người vào tù được vừa rồi đấy, tại sao các anh không không viết thư, các anh khuyên các cái tổ chức này này, các cái cá nhân này này, là các anh hay bỏ những cái hành động nó vô nghĩa này đi. Thực ra theo em nghĩ là nó vô nghĩa, bởi vì sao? Bởi vì thủ tướng của chúng ta sao nó làm việc, làm việc với ai? Làm việc với chính phủ Mỹ, tổng thống Mỹ và các cái người đứng đầu các bộ ban ngành của Mỹ, chứ không phải Đúng là người ta đi sang đó người ta làm việc theo kiểu là ưng đi đâu đi, đúng không ạ? Có bao giờ chả có lực lượng bảo vệ và thế này kia, các anh biểu tình ở ngoài nó nói là một câu nó hơi thô, đó là chó thì cứ sủa mà đường ta cứ đi. Hôm nay em mạn phép em nói một câu có thể nó hơi quá một tí trên diễn đàn của anh, nhưng mà theo em nghĩ là như vậy, và em nghĩ là chắc chắn là cũng chả ai quan tâm đến cái vấn đề này cả, chả ai quan mà tâm chó cả, sủa ngoài cổng, chó sủa ngoài chỉ cổng. thế thôi. Chứ còn nếu như anh mà có những cái hành động khác mà liên quan đến an ninh an toàn ấy, thì chắc chắn các anh sẽ bị xử lý, và em khẳng định chắc chắn là các anh không dám làm những cái việc đó. Thế thì các anh làm để làm gì? Người ta ngồi ở trong phòng đúng không ạ, người ta họp, người ta bàn, người ta đưa ra những quyết sách nó có lợi cho hai quốc gia, nó có lợi về ngoại giao, nó có lợi về kinh tế, nó có lợi về vun đắp mối quan hệ của hai nước, rồi vân vân cả. Chứ người ta quan tâm thì những cái thành phần này mà các anh đã chống như thế này đó, các anh phản đối, các anh biểu tình đó, thì tại sao các anh không không phản đối ngay cả chính phủ Mỹ đi? Bởi vì chính phủ Mỹ Đúng rồi, là trực tiếp làm việc với lãnh đạo của Việt Nam, chứ không phải là đúng các ra là anh. phản đối chính phủ Mỹ, đúng không chung? Đúng ra là họ, nếu mà họ chống thì họ phản đối chính phủ Mỹ, là không được mời thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua Mỹ, đúng chưa? Bởi vì họ đang sinh sống tại nước Mỹ mà tại Dạ sao đúng họ rồi lại như anh. vậy? À, thấy rất là tức cười. Rồi rồi anh xin lỗi chung, anh quay lại cái đoạn này chút nè. Chung để chung với lại trong cái clip của Tây Đô cũng nhắc tới chi tiết trong cái bản thông báo gì của tổ chức Việt Tân á, có một đoạn là mở ngoặc kép, có nước và đồ ăn đúng không, và có thức ăn đúng không, thì chúng ta có thể hiểu mục đích họ nêu điều đó lên để làm gì. Thì có phải mục đích là để khuyến khích những người tham gia biểu tình và để trấn an người tham gia biểu tình là cứ đi đi, là sẽ có đồ ăn, sẽ có thức uống đúng không? Thì cũng có nhiều góc nhìn, có nghĩa rằng là với Nam Tây Đô cũng nhìn nhận, và mọi người cũng có thể có góc nhìn là vậy là có nghĩa là trước đây trong những cuộc biểu tình đó, biểu tình trước đây đó thì họ không được ăn, họ không được uống gì đó đúng không? Rồi bỏ qua một bên về vấn đề đó. Rồi vấn đề tiếp theo thì chúng ta hãy nhìn lại thử xem, nếu những cái con người đi tham gia biểu tình đó đó để có được nước uống, để có được thức ăn á, thì xin hỏi mọi người cái tính chính nghĩa nó có hay không?
đúng không? Có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu nôm na là mục đích đơn giản luôn. À, muốn chúng tôi đi tham gia biểu tình đó, thì cho tôi ăn, chúng ta ăn, chúng tôi uống thì chúng ta đi, có thức ăn, có đồ uống thì chúng tôi đi, còn đó thì chúng tôi không đi. Vậy mục đích là của ý ý thức quan muốn họ muốn hỏi đó, cái mục đích của họ tham gia biểu tình nó có gì không? Nó đâu có gì đâu, chẳng có một cái lý tưởng gì cả, chẳng có một cái ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản thôi, bây giờ cứ cho tôi nước uống, cho tôi đồ ăn thì tôi sẽ đi, còn không cho tôi không đi. Ủa gì kỳ vậy? Chúng thấy lạ không? Vậy cuối cùng á, ở đây ý ý mình nói đó, qua câu chuyện đó chúng ta thấy về cái bản chất của họ, bản chất của họ. Cho nên là những người lớn mà họ kể lại cái chuyện mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, cũng chẳng có lý tưởng lý cháu gì đó, hoàn toàn đúng. Họ cũng chỉ vì miếng ăn, chỉ vì kinh tế, chỉ vì đồng tiền của ngoại quan rót xuống thôi. Và cụ thể nhất qua cái câu phát ngôn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là Mỹ tài trợ bao nhiêu là chúng tôi sẽ đánh bấy nhiêu, hoặc là ngừng tài trợ thì chúng tôi không phải một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mà chỉ là trong gì, trong vòng bao nhiêu phút đó, là sẽ không còn cái khái niệm Việt Nam Cộng Hòa ở ở ở ở miền Nam, miền Nam nữa. Rõ ràng chưa? Chúng thấy hợp lý không? Có nghĩa rằng nó di truyền trong những cái con người của họ, nó đi tới thời điểm hiện tại luôn rồi, đã hơn 40 mấy năm rồi mà họ cũng vẫn chỉ là cái tư tưởng đó, ăn thôi, ăn bám hay cái gì đó, ai có lợi ích cái gì đó, chỉ cần cho họ ăn, cho họ uống là họ sẽ bất chấp tất cả. Họ cũng không cần biết, giống như nãy giờ Trung phân tích đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính qua bên đó để làm gì? Họp hành hoặc là kêu gọi đầu tư, mang việc làm, công an việc làm về cho công dân Việt Nam, người dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển. Rõ ràng không chưa? Dạ đúng rồi. Đó, còn ngược lại đối với họ chỉ đơn giản lắm. Không cần biết, bây giờ không cần biết, chỉ cần ai hứa cho họ ăn, cho họ uống là họ đi biểu tình. Thì mọi người nghĩ xem, đúng không? Chúng ta ở đây là chúng ta rõ ràng chúng ta không phải là võ đoán, nhưng mà chúng ta dựa trên những dữ liệu, chúng ta phân tích, chúng ta nhìn nhận ra thực chất vấn đề của những thành phần nhân bên đó là gì. Và cái kết cuối cùng chúng ta có thể đặt câu hỏi, vậy các anh ra rã bao nhiêu năm trời á, các anh yêu nước, các anh đấu tranh vì nước, vì dân, vì vân vân, và mây mây đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, có hay không? Có thực tế cái điều đó là các anh làm vì điều đó hay không? Hay các anh làm vì một ít nước, một vì một miếng ăn thì các anh mới làm? Đúng không ạ? Chỗ đó chung thấy thế nào về vấn đề này, anh xin mời Chung. Dạ thì lúc nãy em có đề cập và em cũng xin nhắc lại một chút, đó là nếu như mà những người có việc làm thì không ai người ta làm bỏ việc để người ta đi làm việc này cả. Mà đã như vậy thì có để mà đi biểu tình mà để có đồ ăn thức uống thì ai, những ai mới đi làm việc này thì chúng ta hiểu cả thôi, đó là những người mà còn thiếu thốn, không có ăn không có uống thì người ta mới đi làm cái việc này. Và những cái việc này thì người ta đi làm là vì cái mục đích ăn uống thì thử hỏi người ta có mục tiêu lý tưởng gì đâu, đúng không ạ? Người ta chả đấu tranh cho cái gì cả, miễn là người ta kêu gọi để có đông người ra vậy thôi, đông người ra vậy, nó chả có ý nghĩa gì cả. Và chắc chắn nó không đạt được cái kết quả gì, nó không đạt được kết quả gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề mà lãnh đạo người ta làm việc với nhau đó, người ta làm những cái việc lớn liên quan đến lợi ích của quốc gia, chứ người ta không làm những cái việc mà liên quan đến những cái thành phần mà trước đây đã từng nói với họ là gì ạ, từng chửi họ là bỏ rơi, đúng không ạ? Thế thì thử hỏi khi mà các anh sang bên đó đó, chính phủ Mỹ người ta cũng đâu có trưng dụng lại đâu. Chúng ta nhớ lại một chút, đó là từ ông tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Văn Thiệu, rồi ông Nguyễn Cao Kỳ phó tổng thống vân vân cả, rồi tướng này tướng nọ sang đó Mỹ người ta cũng đâu có trọng dụng đâu. Thế thì chúng ta thấy được là gì? Thấy được cái tài của các anh đó, nó cũng chưa đến đến độ mà chính phủ Mỹ người ta cần dùng tới.
và người ta coi như các anh là gì thực hiện cho các anh sang đó, nó giống như một cái vấn đề mà Mỹ người ta bảo là lỡ rồi, đã lỡ rồi thì cho các anh sang đó. Về góc độ người ta nhìn nhận đó là về góc độ nhân đạo thôi, đó là về góc độ Mỹ người ta nhìn nhận như vậy, chứ còn chúng ta nhìn nhận nó lại khác. Bởi vì thực ra các anh tự bỏ đi cũng chả ai bắt các anh phải đi cả, có ai bắt các anh đi đâu mà các anh gọi là các anh đi tị nạn, đúng không ạ? Đầy người người ta ở lại trong nước, người ta đâu có ảnh hưởng gì đâu, người ta vẫn phát triển sự nghiệp bình thường, người ta vẫn công tác bình thường. À, đến ngày hôm nay kể cả như bác sĩ Trần Đông A đó, đúng không ạ, thực hiện cái ca mổ mà tách hai cháu bé đó, thì các cơ quan thông tấn báo chí hay nhà nước các thứ rồi lãnh đạo bệnh viện người ta cũng khen ngợi hết lời, chứ người ta đâu có phân biệt đối xử gì đâu, chẳng qua đó là do các anh thôi, các anh tự tìm đường các anh đi. Và cái mục tiêu lý tưởng nữa là chúng ta lại nhìn lại một chút, đó là gì? Trước đây các ca nghệ sĩ hải ngoại thì kêu là không còn cộng sản thì không về đó, nhưng mà người ta vẫn về. Người ta về thì người ta về với mục đích gì? Đừng có nói vì đam mê nghệ thuật nhé, hay là về để thế này thế kia, mà về cũng chỉ vì mưu sinh cả thôi, thì các anh hát bên đó không ai ta nghe nữa, đúng không ạ? Thì các anh bắt buộc các anh phải tìm một cái môi trường mới, cũng giống như chúng ta đi tìm việc thôi, không khác gì cả. Thì tóm lại là các anh nói thì vẫn là nói cho hay vậy, chứ còn thực ra cũng chả có mục tiêu lý tưởng cả, chả có bất kỳ một mục tiêu lý tưởng nào. Thì chúng ta nhớ lại một chút, đó là ông Nguyễn Văn Thiệu, ông từng nói mà Mỹ còn viện trợ thì chúng tôi còn chống cộng. Thế thì chúng ta hiểu là nếu mà Mỹ không viện trợ thì tôi chả có cái gì để mà chống cả. Đó là ngay cả lãnh đạo mà cao nhất của cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa người ta từng nói thế. Thế thì thế hệ hậu bối này, người ta có biết cái gì, người ta cũng đi theo cái vết xe đổ đó. Thì cứ có tiền thì chống thôi, có đồ ăn thức uống thì chúng tôi đi biểu tình thôi, chứ còn được ra chúng tôi cũng chả có vì cái lý do gì cả. Thì chúng ta có thể thấy được là rất rõ qua các cái vấn đề mà chúng ta đúc kết lại qua nhiều cái sự kiện, qua nhiều cái lĩnh vực đó, thì tất cả những cái bài viết hay là những cái làm ra những clip xuyên tạc đó, thì một là kiếm tiền trên YouTube thì cũng vì kiếm tiền cả thôi, chứ cũng chả có vì đấu tranh cho cái gì cả. Mà nếu mà nói về đấu tranh á, thì đầu tiên thì cũng kêu gọi Việt Tân á, đấu tranh cho những người ngày 6 tháng 1 ở Hoa Kỳ đó, ở đồi Capitol đó. Mà cũng chả cần các anh phải đấu tranh hết với cho những cái người bị bắt đó, mà chỉ cần đấu tranh cho các anh cảnh sát gốc Việt thôi, đúng không ạ? Anh đó anh cũng tham gia biểu tình và sau rồi bị đó bị đuổi khỏi cái lực lượng cảnh sát đó, đúng không ạ? Còn bị bắt nữa thì anh đấu tranh cho người đó. Thế người đó có phải là, nếu như mà theo như ngôn từ các anh nói là có phải là ấy không? Có phải là những người đó có phải tù nhân lương tâm không? Đúng không ạ? Tù nhân chính trị không? Đó, những người đó đó, như người ta đi ngược lại với lợi ích của nước Mỹ, người ta vi phạm pháp luật Mỹ thì bị Mỹ người ta xử lý. Đấy, các anh đi, các anh kêu gọi cho những người đó đi, các anh làm được thì đã, các anh hãy nói. Thế thì chúng ta nhìn nhận lại là gì? Chúng ta vẫn khẳng định một điều là tất cả những thành phần mà vi phạm pháp luật Việt Nam, đi ngược lại với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Việt Nam cũng như Tổ quốc Việt Nam, thì các anh bị xử lý, nó không có gì mà chúng ta phải bàn cãi cả. Bởi vì pháp luật ở đất nước nào cũng có pháp luật cả, và pháp luật là bình đẳng với tất cả mọi người. Anh thực hiện hành vi phá hoại, đúng không ạ, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, thì các anh bị xử lý theo đúng cái điều luật của luật hình sự, Bộ luật hình sự quy định. Còn ở bên Mỹ cũng có luật của Mỹ, thế thì anh vi phạm vào cái vấn đề đó thì Mỹ người ta cũng xử lý thôi. Ngay kể cả Tổng thống Mỹ người ta chỉ có những ý kiến cũng chưa phải là kích động gì cả, đúng không ạ? Cũng chưa phải là kích động là các anh phải lật đổ cái đảng này hay là lật đổ cái chính phủ này hay là vân vân cả. Thế mà các anh lên mạng xã hội đó, người ta khóa luôn tài khoản, đúng không ạ? Khóa luôn, bịt miệng luôn, tự do ngôn luận kiểu Mỹ đó, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy được thôi, cũng không có gì để có mà chúng ta đưa ra những cái nhận định, bởi vì cái tổ chức Việt Tân thì nó quá là rõ ràng rồi, thành phần chống đối nó bao nhiêu năm nay nó đều như vậy. Thì liên quan đến cái vấn đề này đó, thì em có đề cập một chút, đó là gì? Đó là chúng ta nhớ lại cái mới đây nhất của cái kênh Sky News, đúng không ạ? Kênh Sky News mà phỏng vấn phó đại sứ Liên bang Nga đó tại Liên Hợp Quốc đó, thì để em tìm em chia sẻ thì nó rõ ràng hơn. Thì chúng ta có thể thấy được thôi, cái kênh Sky News này là của Anh,
thì có hỏi, tóm lại là cái nội dung là có hỏi về cái vấn đề mà gọi Nga là phát xít đó, gọi Nga là đi xâm chiếm đó. Thì ông phó đại sứ này thì ông có đưa ra cái hình ảnh mới nhất đó được cập nhật trên cái trang cá nhân của ông tổng thống Ukraine Zelensky đó, cái hình ảnh một binh sĩ mà có cái biểu tượng của cái sư đoàn hay là cái đơn vị 3SS gì đó của của Đức Quốc xã đó. Thì cụ thể là ông phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc là ông Dmitry Polensky đó, ông này đã dẫn chứng luôn đó, là khi người nói rằng là Bộ Quốc phòng đã gọi quân Nga là phát xít. Thì ông nói luôn, ông đưa máy tính bảng ra và ông đưa lên cái sư đoàn thiết giáp số 3SS lên, thì ngay lập tức cái kênh truyền hình này đã dừng buổi phỏng vấn này ngay, trong khi là mới diễn ra được có 30 giây, trong thực tế là buổi phỏng vấn sẽ diễn ra trong khoảng 3 phút đó. Thì chúng ta có thể thấy được đó là tự do ngôn luận của nước Mỹ đấy, đúng không ạ? Tự do đấy, các anh đấu tranh đi. Ngay kể cả có một phó đại sứ tại Liên Hợp Quốc, người ta phát biểu và người ta có dẫn chứng cụ thể, và tổng thống Mỹ đấy, đương kim tổng thống đấy, Donald Trump đấy, cũng bị khóa tài khoản mạng xã hội đấy. Thế tại sao các anh không đấu tranh? Thôi thì đấu tranh cho những người này thì nó xa xôi quá. Nhắc lại, các anh đấu tranh cho chính các anh cảnh sát mà bị đuổi khỏi cái lực lượng cảnh sát và bị phạt tù bao nhiêu đó, cũng như phạt bao nhiêu tiền đó. Đó, anh đấu tranh cho những người đó đi. Tại sao các anh không đấu tranh? Ngay ở Mỹ tràn lan đại hải người gốc Việt bị bắn này, đúng không ạ? Rồi là homeless tràn lan đại hải ra. Sao các anh không đấu tranh đi? Bảo vệ quyền lợi cho những người mà gọi là cùng cùng gốc gác với các anh đó. Thì chúng ta có thể thấy được thôi. Và qua cái sự việc này đó, thì em vẫn khẳng định là cái hành động của Việt Tân á, thì bao nhiêu năm nay thì vẫn thế, và cũng rất mong á, có thể là, dĩ nhiên là cái góc độ chia sẻ thì có thể là cũng không không đến được, có thể là sẽ không đến được tai những người Việt ở hải ngoại. Thế nhưng mà em cũng hy vọng rằng là cô chú anh chị đã sang đến Mỹ rồi đó, có thể nói là một xứ sở văn minh, và chúng ta khẳng định cái điều đó, một nước Mỹ văn minh và rất là giàu có, thì cũng nên học cái gì nó tốt đẹp. Và nếu như thực sự á, mà cho rằng là đấu tranh cho người dân Việt Nam á, thì các anh nên tiếp thu những cái văn minh của nước Mỹ cũng như của nhân loại, và các anh có ý kiến đóng góp mang tính chất xây dựng đấy, để gì ạ, để các cơ quan ban ngành hoặc là các cái đơn vị chức năng của Việt Nam, người ta nghiên cứu, người ta áp dụng phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam, phù hợp với pháp luật Việt Nam, chứ không phải là các anh kêu gọi, các anh đi chống phá và các anh len lỏi, đúng không ạ? Các cái chân rết ở trong nước, ngoài nước, rồi là tiếp cận với những cái cháu học sinh mới lớn mà du học sinh để nói lên những cái lời chống phá đó, thì đó là những cái luận điệu hết sức là rẻ tiền, theo em nghĩ là như vậy, hết sức là rẻ tiền, và nó sẽ chắc chắn nó sẽ không thu được kết quả gì. Thế nhưng ngược lại, chúng ta thấy được cái bản chất của người ta thì người ta không có đấu tranh cho ai và cũng chả vì mục đích gì ngoài mục đích của cái nhóm, đúng không ạ, liên quan đến lợi ích của một một nhóm các cái thành phần trong các cái tổ chức này thôi. Chứ nói thật ra đó thì chúng ta thấy thôi, cứ có cái sự kiện gì là người ta đi quyên góp, cứ có sự kiện gì người ta đi quyên góp, nó thế thôi, chứ người ta làm gì có cái gì đâu mà chúng ta gọi là đấu tranh gì đâu, người ta chỉ đi quyên góp là chính thôi, và quyên góp á, thì người ta chi bao nhiêu còn bao nhiêu chúng ta cũng đâu có biết được đâu. Thì cũng mong là có thể là người mà nghe được, đặc biệt là các bác cô chú anh chị ở tại Mỹ và các nước khác, thì cũng nên tỉnh táo, tránh bị những cái đối tượng này nó lợi dụng trong khi nhà nước Việt Nam và nhà nước Mỹ đó, thì hai nước đang là hợp tác, có thể nói là toàn diện, cũng từng bước nâng cái tầm mối quan hệ lên, thế nhưng người ta lại đi chống phá. Thì ngoài cái vấn đề chống phá ra nhà nước Việt Nam ra, thì người ta chống phá ngay cả Hoa Kỳ là cái nơi đã đùm bọc người ta, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy được bản chất của cái những cái thành phần phản này đó, chấu đó, đúng rồi. thì nó đó, thì chúng ta có thể thấy được ngay cái bản chất của những thành phần này thôi, chứ không có gì là quá khó cả. Và người ta có thể nói như anh nói, đó là bị di truyền, di truyền từ thế hệ cha anh, cứ vì tiền thôi, mà đã vì tiền rồi đó thì người ta không vì cái gì khác, người ta bất chấp tất cả, không những là người dân trong nước mà ngay kể cả nước Mỹ là cái nước mà cho người ta có những cái cuộc sống mà người ta cho rằng là thiên đường đó, thì người ta còn chống nữa thì huống chi còn ai mà người ta không chống nữa.
qua đó chúng ta có nhận diện cho rõ, nhìn cho nó chính xác và khách quan để chúng ta có những cái phản biện hay là có những ý kiến làm sao để cho mọi người có thể tiếp cận, lắng nghe, nhìn rõ hơn, cùng học hỏi nhau rõ hơn, nhìn cái bản chất của những cái thành phần các tổ chức này rõ hơn, từ đó chúng ta sẽ có những cái hành động nó cụ thể. Tuy nhiên là chúng ta cũng không có hành động gì nó mang tính quá khích, thế nhưng mà chúng ta sẽ có những cái ý kiến hay là có những phản hồi tích cực từ người nghe hoặc từ người xem, thì từ đó dần dần là chúng ta sẽ yên tâm thôi. Khi mà chúng ta đều có thể hiểu hết được thì cái tổ chức này có lẽ em nghĩ là nó cũng không còn gì để mà hoạt động nữa. Đó là cái góc chia sẻ của em là như vậy. Cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe.